7 hứa hẹn sẽ mang đến các trận đấu đẳng cấp, sôi động và đầy kịch tính. Triệu niềm đam mê cùng chung nhịp đập. Diễn ra từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 7 tại nhà thi đấu Hải Dương, được truyền hình trực tiếp trên VTV6 và VTV6 HD. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.